dữ vậy không? Dậy giữa giấc. Nay đi chùa hả? Bận áo nâu rồi. Nhìn sao ra áo nâu hay vậy? Có khác gì đâu. Áo đi chùa. Người ta gọi là áo lam. Màu đó là kêu màu lam á hả? Áo lam còn màu màu hồng mà ông nội. Anh lên được tới trước ông nội luôn à. Cháu ngoan. Nào hôm nay đi chùa có gì vui? Gì đâu thì đi thắp nhang gì thôi. Không ăn ké à? Không, ăn chay mà. Làm sao? À, chị đẹp. Chị ăn trái ké đó. Trời ơi, rớt mấy con ốc hôm nay luôn, hàng gì? Ốc ở đâu ra mà rớt được đây hay vậy ta? Rồi giờ sao gấp ra? Ốc gì? Ốc nó rớt vô trong cái lỗ này. Lấy được rồi. Nhưng rớt bữa giờ mà không biết. Hôm nay âm u trời. Tối mấy giờ anh đi ngủ vậy? Giờ tối mấy giờ anh đi ngủ? Như 11 giờ mấy không? Còn lại ngủ sớm à, tính ra như 12 giờ mấy bên này đã ngủ rồi. 10 10 1 giờ là anh ngủ, 1 giờ bên này là 11 giờ. Rồi ngủ mà sáng không biết rồi, những cái 6 giờ cái 6 giờ thấy người còn mệt quá mà ngủ không được. Nằm lăn qua lăn lại tới 8 giờ. 8 giờ cái ngủ thêm miếng nữa. Mệt quá. Quá mệt mỏi. Rồi tối ăn gì vậy? Mẹ ăn lát. Anh ra Nó ngoài. ăn chay rồi còn ăn.
chùa á hả? À, đi chơi bên cạnh chùa nó có. Chứ không phải vô trong chùa phụ mấy cô rồi được ăn ké hả? Có đâu, em đi chùa gần đây mà, em có đi chùa lên trên Thủ Đức trên kia đâu. Dù gần đây là cái chùa ngay cầu á hả? Ủa? Đúng rồi. Cái cầu đó là cái miếu Miếu gì? Ủa? đạo đạo Cao Đài mà. Ở đâu ra? Ở đạo Cao Đài vậy không? Ủa, cái đó giống đạo Cao Đài vậy, hai tháp. Ê, nhớ mừng mé, hai tháp hay một tháp? Nồi cơm nữa để ăn dần. Dần cơm mòn Ăn thịt kho mắm ruốc với là nếp. Thịt kho mắm ruốc ăn với nếp vậy được không ta? Ăn cái gì? Không mắm ruốc không một chảo mới ăn khi nào mới hết. Đi đâu rồi vợ?
số lượng nước không nói chứ. Ủa ba má ở nhà có ấy tổ ong không? Ba ở nhà có ăn được ong không? Hơn là mát. Thì má có để một chai để má để chắc mấy năm rồi ở dưới tôi gầm bếp á. Để nó đổi màu đen luôn. Sóng gió nãy bánh pháo bông lúc 9 giờ bánh đùng 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 đùng. Mưa mà một máng luôn, không có mưa không vậy? Không, được cái hôm nay lại không mưa nha. Em đi xong em quên cây dù rồi. Đi chùa để cái cây dù sẽ bên kia xong thắp nhang các thứ. Em đi về tỉnh bơ, em ăn xem đi về tỉnh bơ cái hồi em chợt nhớ ra em để quên cây dù. Xong về luôn. Quay lại kiếm không được hay sao? Mà cái dù của ai? Chiều hồi trưa thấy em lấy của ai mà? Ý là cây dù của ai? Của em. Thì quên rồi, quay lại kiếm chứ có gì đâu trời. Chắc để đi tặng. Ngon chín nha bà vợ. Chua lè. Nó chín mà chua lẹ. Ý ớt mẹ. Cái ớt trái ghê không? Ớt này cay lắm bà. Không thấy gì hết á, giật giật ớt chỉ thiên hết hả? Cái này không phải chỉ thiên nhưng mà cũng cay. Cái này nó mập hơn chỉ thiên chút. Bẻ hai trái vô để dành ăn. Chôm của ổng. Ổng thấy ông họ nhà này, ông chủ nhà thấy ổng không ăn ớt rồi đó. Không ăn ớt. Ông mà hớ gặp em là thấy. Ai biết. Chồng để đó. Nó hư, nó rụt luôn. Cay lắm, ớt cay giả man. Cắn miếng, quẹt miếng mắm thịt kho mắm ruốc. Trời ơi, mẹ ơi. Quá ngon. Cái nách nó nhức 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 liền.
cái này mở kế bên cái thợ công viên luôn thì sao? á, chạy vô chơi anh vô Thôi coi. bớt giỡn đi. Thôi hả? Thôi bớt giỡn, anh vô thả công viên được đúng một lần. Xếp hàng chờ. Rồi mẹ đi Đắk Lắk xong cái em biết kiểu gì cũng có sầu riêng đem về được được mỗi người đã đem mỗi người một trái sầu riêng, nhà nhà bà cô bà không ăn cái là được 2 trái. Trời ơi, đã vậy. Ủa là mua hay là được cho? Sầu riêng mà Nhưng mà ý là mua hay là nhà có ai đó trồng? em nghĩ trên đó có người ta trồng như thế nào chứ ai đâu muốn. Sầu riêng Đắk Lắk hả? Ừ. Chứ nghe sầu riêng Đắk Nông rồi có nghe, chứ còn sầu Đắk Lắk em thấy hơi ít á. Tại Đắk Lắk đất nó làm sao? Trời ơi, nó mưa rồi, ghê rồi chứ. Chặt quật.
uống. Thơm. Thơm cỡ nào? Thơm cỡ trong chính là được rồi. Gì? Thơm cỡ gì? Cỡ mình trồng nó dính là được rồi. U là gì? Là thơm dữ chưa? Có thơm đâu. Phong nhỉ. Này đi chùa. Đi chùa xong cái em ra em ngồi em thắp nhang, cái em cúng dường rồi xong cái em ra em ngồi ăn ngay chỗ ngoài cái cổng xuống chùa là có chỗ nó bán mà bán đồ ăn mà cái ngồi đó chết bà chắc tối đi mua quá thấy cái trời này kẹt kẹt cái cửa đang ngủ cái trời nó đỏ âu rồi. Đó là mưa đó ăn gì đó xong cái con bé kia kiểu dân tộc á, mấy nhỏ kiểu dân tộc nó tới nó kêu em mua cái số rồi đó em thua, em hỏi nó ăn không, nó kêu nó ăn, cái em kêu nó ăn xong em kêu bà chị kia bà lấy phần cho nó, cái hồi nó đi vô trong chùa là còn có một bé nữa cũng đi cùng nhóm với nó gì á, đi ra, tại vì bà chị kia bà nói trước rồi bà kêu em ngồi em mình một đứa là hồi là có mấy đứa là em kêu thôi kệ chị xong nó ra là có thêm bé đó nữa, cái em kêu ăn em kêu chị đó làm thêm phần nữa là hai phần là có hai đứa à, còn nguyên em bữa lúc mà em đi là em đã thấy nguyên một đám là ở trên cầu rồi vô cái cầu tối tối á, cái hồi hai bé sắp hai hộp lúc em đi về em thấy hai bé đó ngồi bên đó nguyên một đám ngồi chiên cho mấy đứa nhóc ăn sao trộn nội rồi. Là mua về đem về rồi chia hả? Thì nó trên cầu gần cái chỗ chùa mà. Mà nó bán cái gì chứ nãy nói nghe không được. Bán vé số. Bán vé số hả? Còn có thằng nhóc kia thì bé mập mạp, cũng kiểu mập mạp ấy, xin tiền. Em mới nói em bán cái số thì chị mua, còn em xin là chị không cho. Nó phải kiểu như mấy đứa nhỏ này nó kiểu mình biết là nhiều khi không biết là ba mẹ nó có dạy hay là nó đi chung, nó ở với ai hay đến chung nhóm gì không thì em không biết, nhưng mà nó đi em thấy cũng có lớn nhỏ có hết, kiểu đi xin mẹ xin là em đó giờ em kiểu ấy lắm, xin là em không cho. Kiểu mình phải đi nó thà nó đi bán vé số em mua vé số cho nó để cho nó biết là cái công sức lao động nó như thế nào, cái đồng tiền nó kiếm ra nó khó cỡ nào nó mới biết quý trọng chứ, tự nhiên bây giờ đi xin cứ đi xin xin hoài là được người này người kia cho hoài, muốn là khỏi phải đi làm luôn, khỏi không là không có nó không bao giờ nó có suy nghĩ là nó sẽ đi tìm một cái công việc gì đó để nó học hoặc nó làm hay là như thế nào đó. Rồi em nói thẳng với nó em kêu giờ em bán vé số thì chị mua. Rồi nó nói sao hay nó quậy cái đít ra đi. Không nha, nó cứ kêu kiểu cho nó, em cho em đi luôn. Em quậy đít em đi thì đúng hơn. Mình còn sức mình gái mình đi mình làm bán hay là như này bán kia là ấy chứ, mình cứ đi xin hoài như vậy. Cứ người này người kia cho đủ 10 người, mỗi người cho nhiều đó nó cũng được mớ rồi. Thì có nhiều kiểu mà, ý là mình không phải là suy nghĩ xấu hết toàn bộ, nhưng mà có những người họ đi xin một ngày nhiều khi còn hơn cả cái số tiền mình làm được ra luôn á. Bình thường, rất là bình thường. Vậy bởi nên là em thà em, người nào lao động thì em mua cho người đó, chứ còn người nào mà kiểu đi xin không mà không có chịu làm thì thôi em. Em thà em không cho, em không cho tiền, em bây giờ cho tiền, thà em cho ăn chứ em không cho tiền. Em cho suất ăn bữa đó hoặc là cái gì đó chứ em không cho tiền. Anh là thấy có mấy bà già này kia anh ủng hộ cho thôi.
xin là thôi miễn đi. Kiểu đi xin là em không cho. Mà có nhiều người nha, trời ơi, đợt em gặp cái bà mấy cái bà kiểu già già nha, đi xin á, cái không cho, cái bắt đầu nói này nói kia. Em kêu, sao em kêu trời, kiểu như thấy họ còn khỏe mạnh luôn á, mà xong đi xin cái không không mình im im, mình cứ không nói gì hết, không cho, kiểu không có gọi là mình nói không cho như là mà mình lắc đầu vậy á, cái nói kiểu chửi cái gì á, sao em kêu trời 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 trời. Ở đây nó còn ghê nữa nè, ở đây mà xin tiền hả, không cho nó đập Không xuống cho cho, nó nín. xong kiểu mà hoặc là cho ít nó cũng nói nữa. Thua, Nói thua. ai mà vừa lòng mấy người được, mấy người không chịu làm ăn, ai mà vừa lòng nữa. Mình có quyền được lựa chọn cho ai và không cho ai. Tiền mình đi làm cực khổ mới có chứ cũng đâu phải để xin qua đâu mà mấy đó Thì thua bởi rồi. Ở đây nó còn xin tiền để đi mua, nó đi ăn hamburger. Lâu lâu có mấy thằng xin tiền ăn không nói, mà kêu ê ê nó đứng ngay cái cửa hàng burger hay là cánh gà đó, ê mày 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 có tiền không, mày vô mua cho tao một phần ăn. Má bị hoài luôn, nó không có xin tiền nữa, kêu nó biết, chắc nó biết của mình không có cash, mình không có tiền mặt. Nó kêu ê mày mua, có thể mua giùm tao một phần ăn. Nó kêu mình mà tưởng có chuyện gì á, tưởng tưởng là có chuyện gì gấp, nó kêu 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 ê stop stop stop, mình tưởng có chuyện gì mình dừng lại, cái nó ê mày mua cho tao phần ăn rồi, má mày cha tao hay gì trời, tao đâu có dư tiền để mua mấy người như mày ăn. Ừ? Đi như bài mưa, đóng nhanh chứ không là mưa nữa. Sài Gòn mà thấy nó đỏ rực là biết rồi đó. Mà nay trộm mới như nãy em bình thường là lúc mình 5 giờ mấy 6 giờ mấy vẫn còn là mưa nha mấy ngày á, mà tối nay nó mới mưa, nãy giờ em đi nhong nhong ngoài đường. Nhông nhông ngoài đường là đi chùa xong rồi đi đâu nữa mà nhông nhông. Thì nhong nhong đi chơi với chó. Ra qua nhà chị Út cho chó tiếp. Con gì? Tỏi hả? Xúc xích hả? U là trời. Tỏi con lu con nâu. Tỏi con lu con nâu. Rồi con xúc xích là con nào nữa? Con xúc xích. Xúc xích, con xúc xích, con xúc xích là con xích xúc. James McAvoy. Vì vùng nước này.
con ấm hơn được trên mát á. Em mùa mưa mà thêm tuần nữa mà mưa là nó nước nó lên ghê lắm. Ghê. Chưa nói đến quận 8, má ơi nước nó lên mỗi lần lên má mệt. Bên quận 8 nó ngập cũng dữ lắm. Tại vì nước từ cái sông nó lên mà. Nó ngập nguyên một cái vùng luôn. Lâu rồi trước khi mà gặp anh cơ, đi một tháng hai tháng. Hôm nay anh có mua mang không? Có kìa, sao vậy? Mà lỡ thịt có mắm ruốc rồi, mua măng nữa biết khi nào mới ăn. Mua để đó thôi. Măng họ luộc rồi hay chưa? Nó vàng vàng á. Măng vàng vàng chắc là luộc. Luộc rồi hả? Ai biết đâu. Đói rồi, tự nhiên ăn cơm chay nên đói đi. Mì gói không? Mấy giờ rồi? Ôi cái mì gói rồi.
Ê, cái câu này đúng nè. Cứ thử xích mích với nhà chồng một lần, bạn sẽ hiểu vị trí của mình ở đâu. Công ty nó đuổi mất ông nội làm product kia rồi bà giờ. Như là Chồng bên nào em nó không có một ông nữa, ông là giống như là kêu là gì ta, Schumacher quản lý công việc hàng ngày của mọi người thôi, báo cáo tiến độ đuổi luôn. Hứa trời ơi, làm chơi mà chơi ngu, bên dev chưa xong, chưa biết khi nào xong mà đảm bảo mà mở miệng nói là xong rồi xong rồi, kêu là ngày nay ngày mai giao, hứa hoài luôn, hứa có dám hứa dám chơi giao, hứa mà thấy có quản lý gì đâu. Ông thấy ông nó không có trách nhiệm của vai trò, chẳng làm ra trò trống mẹ ông người nào, hả, ông người nước nào? Ấn Độ luôn chứ nước nào, đây vô Ấn Độ không. Ở Ấn Độ em thấy hiếp dâm đồ nhiều quá, ý đồng tiền lắm. Làm gì kỳ lắm, từ đầu vô là tự nhiên cũng như là cứ làm giống như là làm cho bên tụi product nó hài lòng, mà thực ra mà báo cáo sai, báo cáo những cái gì không có, thấy bực.
Sầu riêng mà cổ là sao? Hả? Trúng sầu riêng cổ là sao? Mua trái sầu riêng 900 triệu đồng. Con mợ ơi. Sầu riêng 900 triệu đồng. Tầm tí mấy nhá. Có trái 1,4 tỷ đồng nữa nè. Nó đâu vậy? Có chút xíu nữa trời.
ủa nóng quá nóng quá, cơm thịt con bánh bút đi chú quá, ăn cái này không hung nhau mới ngon. Ê, mà trực tiếp bắn pháo bông luôn nè. Mấy giờ bắn vậy? 9 giờ. Tụ đông ghê vậy. Thù bắn ở đâu à? Bắn ngay... Bắn ngay... Cậu thủ... Tim... ngay hầm hả? Thù bắn đâu? Thù đây bắn 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 bắn. Chết mẹ không? Có mì gói hả? Hết rồi. Chiêu rồi. Thank you.
Cây quá. Máy móc thuộc về gói thầu. Trao đổi với từ trẻ online, ông Lương Minh Cây mà đỏ luôn á. Phú đang phấn đấu trong tháng 9 này sẽ hoàn thành hai gói thầu đầu tiên, đó là gói thầu thi
thị mua đống đồ ăn để nhà đi. Mua mấy cái bánh ngọt, bánh lạc rồi đó. Hay là mấy bịch đậu phộng gì đó để đó có cái ăn. Trời má ơi, tin nhắn. U là trời. Cái quần què gì mà. Rồi rồi rồi, tình hình này là thấy bắt đầu cũng cái new orientation module new project quần què vậy đây. Where do I need to create new orientation module in your project? Orientation là cái quần què gì? thằng làm xong nó kêu feel like a zombie. Feel like a zombie là sao ta? Giống như là mệt mỏi mà đờ đẫn. Feel like a zombie, quá chứ. Feel like a zombie. Zombie rồi vợ ơi. Vợ đang ngủ với vợ. Thấy vợ ngáp rồi đó. Vợ. Đừng có coi nữa. Ngủ nha. Ngủ. Không chắc. Tới. Tối anh ngủ năm giờ mấy vậy, tự nhiên đói nó đói bụng tính dậy kiếm mì gói ăn luôn á chứ. Nằm lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, lăn tới lăn lui. Ngủ giờ ơi. Ngủ 15 tháng